mẹ cài lên cánh hoa hồng này cho con, mà tại sao mẹ lại mang cánh hoa trắng? Mẹ khẽ nói cánh hoa trắng chỉ cho người đã mất mẹ, cánh hoa hồng cho những ai đang có mẹ. Đã chăm lo con tháng ngày, nào con sẽ nhớ thời tài giáo hội hiền liên tổ đã phát tài chứng minh ngựa bái bạc trên thượng tòa ân sư hàng đệ tử chúng con có duyên sự xin đem đầu đảnh lễ dâng lời tác bạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngửa với bạch trên thượng tòa ân sư chứng minh, hòa trong niềm hân hoan của bao người con Phật trên mọi miền đất nước. Hôm nay tại chùa Khánh Bảo long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2524, và giờ phút này đã đến giờ cung nghinh trên thượng tòa ân sư quang lâm chánh điện. Chúng con thành kính cung thỉnh trên thượng tòa ân sư từ bi hoan hỷ quang lâm nơi chánh điện chứng minh pháp sự sáng hôm nay cho hàng đệ tử chúng con được ân diêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thượng tòa ân sư đã từ bi niệm Phật hứa khả, hàng đệ tử chúng con xin đeo đầu đảnh lễ cung thỉnh tam bái. Bộ Phật chúng cầu cử ba hồi chuông trống cung nghinh chư tôn đức quang lâm. Quý Phật tử trong chánh điện quay mặt vào nhau. Trước khi vào buổi lễ chính thức, mời toàn thể hội chúng cùng lắng nghe ca khúc Đạo Làm Con
do Phật tử Thanh Nguyên trình bày. Chúng ta kiếm đường, con sống thế nào để chân buồn, phải sống.
Giờ phút trang nghiêm này, chúng con thành kính cung thỉnh trên thượng tọa ân sư cùng toàn thể đại chúng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Đức Phật dạy chúng ta đứng lên trang nghiêm. Nam mô tỷ kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là
địa vị bậc chân nhân này các tỳ kheo, tức là biết ơn và nhớ ơn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, trong những ngày tháng bảy âm lịch này, vạn vật dường như ngỡ ngàng thức tỉnh trước hồn thu, sắc thu, hương thu khiến lòng chúng ta, những người con ở mọi lứa tuổi như lắng đồng, xe sắc để tưởng nhớ về những bông hoa thơm được ngậm đủ cái lạnh xương giá, cái hương của đất trời, của cái tâm thành kính, kết thành trào hoa tâm bồ đề dâng lên bậc sinh thần. Trong lần đầu tiên trở về Kapila Pha Thông sau khi mãn mùa an cư kết hạ, thứ hai tại ngài sự thăm viếng người thân Đức Phật đã cho vua cha cùng triều thần hiểu được nền tảng cơ bản giáo pháp Như Lai, giúp vua cha thể nhập dòng thánh chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Có một lần trở về, các hoàng thân như Nam Đà, vương tử Rao La đã phát tâm xuất gia, và đặc biệt Đức Phật đã an táng vua cha. Đức Phật đã cùng hoàng tộc bàn bạc và nghị sự đưa Mahanama con trưởng giả hoàng thân ngôi kế vị vua Suvodana. Thời điểm này Di Mẫu và công chúa Yasoda cùng 500 thích nữ theo nhiều lần xin xuất gia mà không được. Trong mùa ác tư này, thứ bảy tại làng Sakasa thuộc thượng lưu sông Yagan, Thế Tôn đã lên cung trời đao lời thuyết pháp cho thân mẫu hoàng hậu Maya. Từ những hình ảnh của Đức Phật, chúng ta nhìn nhận rằng mùa Vu Lan cũng là người gắn một thông điệp, một con người đang hiện hữu trên cuộc đời này cần phải tinh tấn tu học và kiên nhẫn học tu tâm sửa tính, thấm nhuần tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, thương người, đoàn kết giúp đỡ nhau, chia sẻ hàng hiếu thì mới có thể giúp được cha mẹ mình cũng như nhiều người trong mọi lúc mọi nơi. Đồng thời đây cũng là dịp hướng mỗi người trở về với cội nguồn, với đạo lý. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày 15 tháng 7 năm Giáp Thìn, chùa Thánh Bảo long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Đó cũng là lý do của ngày lễ sáng hôm nay. Về chứng minh buổi lễ sáng hôm nay, chúng con trân trọng giới thiệu trên thượng tòa Ân Sơn Đạo Hiệu Thượng Minh Hòa Tấn, trưởng ban hoàn pháp Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Đà Tẻ, chủ trì chùa Khánh Bảo, trưởng ban tổ chức đại lễ. Thân mến giới thiệu với Phật tử gần xa đồng về tham dự cầu nguyện buổi lễ Vu Lan báo hiếu sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu sáng hôm nay như sau. Một, niệm Phật cầu giáo hộ phúc nhập từ bi quán. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu chương trình. Ba, chân hoa cúng dường. Bốn, nghi thức đài hoa hồng. Năm, nghi thức khánh tuế trên thượng tòa Ân Sư dân pháp y. Sáu, tặng quà tri ân. Bảy, có lễ cầu nguyện hồi hướng. Tám, thọ trai và hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi độ rừng thiền bừng hoa nhát, mưa trên sắc phượng báo mùa thu. Vu Lan thắng hội hoa hồng thắm, thăm ân nguồn cội nhớ công nuôi. Để chân cũng những đóa hoa thơm tinh khiết, biểu hiện sự tinh túy vẻ đẹp của đất trời, cũng dường lên tam bảo những mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng tôi trân trọng kính mời các em gia đình Phật tử chùa Khánh Bảo mỗi dân hoa cũng dường.
đài hiểu một hiền tiên Bồ Tát, kính bạch chư tôn trên hiền đức tăng chứng minh, kính thưa cả tấn sinh thành, kính thưa quý nam nữ phật tử. Giờ này con vô cùng diễm phúc được thay lời cho bao trái tim người con hiểu thảo nơi đây, nói đến lòng cảm xúc tâm sự của cả chúng con. Chiếc bóng thời gian nào chảy ngược, dòng đời gõ nhịp chẳng ngừng trôi, con mong dưỡng dục lòng cha mẹ, hoa thắm công ơn tựa biển trời. Tháng bảy vu lan mùa báo hiệu, ai ơi kẻ muộn lá vàng rơi. Dòng thời gian cứ chạy trôi như lặng lẽ tự nhiên vốn có của nó, sau những tháng hà với ánh nắng gay gắt chói chang, giờ đây vàng vật đã được đắm chìm trong tiếng thu mát mẻ êm dịu. Thoảng đâu đây hương hoa dài thơm dịu nhẹ phả vào trong gió, xe quyệt với hương sương gian đầy nơi thôn xóm. Phải chăng khí trời cũng đang lắng mình lại để nhẹ nhàng rồi nhắc mỗi người con nhớ tới ngày lễ Vu Lan, mùa hiểu hạnh đông đầy cảm xúc. Hoa hồng thắm vàng y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu sòng, tình phụ mẫu con hoàn toàn ghi nhớ. Những đỏ hoa màu vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý đối với cha mẹ vô cùng vô biên. Chiếc áo nâu sòng nhãn gì thanh bần, chiều sương chiều gió các ngài đã lặng lẽ xin tặng cho đời bao niềm hạnh phúc an vui. Cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý. Các ngài đã bỏ đi niềm vui hạnh phúc riêng tư của bản thân để đi khắp nhân gian trang trải cho nhân loại muôn người. Hôm nay mùa báo hiếu lại về, chúng con mà khẽ cực cài lên huyền y của những ngày đỏ hoa vàng thắm để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha mẹ. Kính bậc chư tôn đức, kính thưa quý phật tử, nhìn những chiếc lá vàng rời cành theo những giọt sương mưa ngâu của ít trời tháng bảy, chúng con mới biết rằng mùa Vu Lan đã về. Từ trong sâu thẳm tâm hồn chúng con gọi thầm hai tiếng mẹ cha. Mẹ tiếng gọi trong mình như mây đầu hạ, tinh khôi như nước trong nguồn, nhẹ nhàng trong xanh như dòng nước mát. Mẹ từ không con bập bè gọi mẹ, khi mà bắt chào đời đến lúc lớn khôn mà không sao hiểu được, bởi vì người thật lớn lắm, thật huyền diệu và cũng thật nhiều màu thiêng liêng, là những thứ đắc tâm mà cuộc đời đã bắt tặng cho chúng con. Có lẽ không có ngôn ngữ trần gian nào có thể diễn tả được thứ tình ấy. Mẹ cho con tất cả thế quãng đời của sau, mẹ là gió mát tinh anh, là cây thiên diệu, là cành thủy dương, mẹ là hoa, mẹ là hương, mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm màu. Vâng,
thiêng liêng này, xin quý vị hãy dành cho những hình ảnh tốt đẹp một lòng thành kính hoài niệm về hai đấng sinh thành cao cả, người đã sống cuộc đời thương yêu và che chở con nên người. Ôi hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ. Tôi xin chúc mừng bạn vì bạn sẽ có quyền cài lên ngực mình một đóa hoa hồng đỏ thắm, màu của hạnh phúc ngập tràn, màu của ngọt ngào thiêng hạnh, màu cho niềm hạnh phúc vô biên. Đây chính là niềm vui lớn nhất, quý giá nhất cho một kiếp người. Vì thế, xin quý vị hãy trân trọng giữ gìn, còn ăn uống đã mất cha hoặc mất mẹ thì nhẹ nhẹ cài lên ngực mình đó hoa hồng nhà. Mất cha mẹ dù già cũng ấu thơ, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu cũng thể mình khắc khổ, dù sống như hồn cũng ngẩn ngơ. Hoa hồng trắng trên ngực con đã nở, mồ côi vì cha mẹ đã mất rồi. Còn cha mẹ là cái còn diễm phúc, mất cha mẹ rồi như địa ngục của trần gian. Nhưng thật ai không may đã mất chi đi cả hai đấng sinh thành. Tôi xin chia buồn cùng bạn, hãy cài ngực mình đó hoa màu hồng, màu của mất mát đau thương, màu của sầu ly biệt. Nhưng bạn hãy tin rằng cha mẹ không hề mất, cha mẹ đang có ở trong anh, đang có ở trong chị, trong hình hài và khối óc, trong hơi thở và nụ cười của bạn. Màu trắng tuy buồn thương nhưng thân thiết như động viên người con hiếu thảo, hãy cùng sống thật tốt dù đấng sinh thành vắng bóng. Cầm đóa hoa trên tay, cài lên ngực áo, xin quý vị hãy quá tưởng rằng trong mỗi phong hoa đều có hình ảnh riêng biệt của cha, từng cánh hoa mắt, từng giọt mồ hôi hớp xuống tạo tần nuôi dưỡng của mẹ. Cha mẹ dù đã mất hay còn, nhưng người vẫn đang còn hiện hữu trong ta, qua hơi thở nhịp đập trái tim, qua dòng máu đỏ tươi đang sông trong huyết quản. Ta hãy tự tay giành lấy một hoa hồng, nâng niu đỏ trên đôi bàn tay trước khi cài lên ngực, và một lần nữa hãy hướng về cha mẹ bằng những gì tốt đẹp nhất. Kính bậc chư tôn đức, chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức, những bậc thầy đã hàn tâm bảo dìu dắt chúng con vượt bước trên con đường chánh pháp. Chúng con xin trên ban tổ chức đã tạo nên một lễ đại lễ trang nghiêm mang đậm tính văn hóa tâm linh, cho con được trưởng thành hơn trong giáo pháp và ấm áp hơn tình đạo tình người mỗi khi về tham dự lễ. Kính thưa các đấng sinh thành, chúng con xin trên sâu sắc đến các đấng sinh thành đang hiện diện nơi đây. Kính thưa quý Phật tử, kính chúc quý nam nữ Phật tử và toàn thể hội chúng một mùa vu lan báo hiếu trọn vẹn, an lạc và thành tựu nhiều thiện pháp. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, nam mô Vu Lan Thiên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Yeah.
nhân quà quý vị quỳ ngay thẳng đối diện người cha người mẹ của mình và nhìn thật kỹ, nhìn thật lâu để chúng ta nhớ lại những năm tháng trôi qua chúng ta được bảo dưỡng, được nuôi nấng, chăm sóc để chúng ta được thành nhân chi vị và có những thứ trong cuộc đời này. Giờ phút này chúng tôi xin mời Phật tử có đôi lời một bài chúc về tổ thân của mình trong ngày đại lễ Vu Lan. Tâm thần hướng vào Vu Lan mùa hiếu hoàng,
dâng lên niềm tôn kính vô biên của người con Phật. Nghĩ về sự đền đáp ân nặng đối với cuộc đời, trong đó ân sư muôn vàn tôn kính, chúng con mạn phép có đôi dòng tác bạc niềm ơn khánh tuế và cúng dường vinh tại lễ Vu Lan. Kính bạch tiên thượng tọa ân sư, trước tiên cho phép chúng con được gọi thượng tọa ân sư bằng hai tiếng sư phụ. Thân thương và gần gũi, vừa là thầy, vừa là cha, vừa là mẹ, và là người nuôi dưỡng dạy dỗ ân đức cao quý trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi sống trong ngôi nhà Phật Pháp, hạnh phúc hơn nữa khi đến những giây phút này thầy trò có mặt trao đổi năng lượng, hiểu biết và thương yêu trong khuôn khổ của hiếu hạnh. Niềm hạnh phúc thiêng liêng cao cả hơn khi chúng con được tín ân sư chỉ dạy và bảo bọc nuôi dưỡng giới thanh huệ ngoại nhằm thăng tiến trên con đường tâm linh giải thoát tự thân. Như ngài ý dạ trong ma ha chỉ quán chia thành ba hạt tri thức. Một là ngoại hộ tri thức, là những người hành giả giúp đỡ bên ngoài, tạo điều kiện thuận tiện nhất, an ổn nhất cho hành giả xuất gia tu tập. Hai đồng hành thiện tri thức là người cùng chung chí hướng tu tập, chia sẻ, động viên và nuôi dưỡng tâm linh hướng đến lý tưởng thời giải thoát. Ba, giáo thọ thiện tri thức là vị ân sư, là vị minh sư, là vị trực tiếp hướng dẫn, sắp tấn, nuôi dưỡng, uốn nắn những người đệ tử của mình chứ đúng được chánh pháp của Đức Thế Tôn chỉ dạy. Kính bạch sư phụ, sư phụ chính là vị thầy tâm linh vĩ đại của chúng con, người tận tụy và tâm huyết với sứ mạng giải thoát của ba đời chư Phật, là người tiếp nối ngọn đèn chánh pháp của chư tổ, thể bản khai thai dùng tâm và tuệ để soi rọi có trái tim khắc lược tìm cầu chân lý Phật Đà, tìm cầu sự an vui và giải thoát trong cuộc đời này. Những giai đoạn đã đi qua được ghi trên sách vở hay là sự truyền miệng, nhưng hiện thực hóa vẫn là việc làm mỗi ngày của thầy. Gần 20 năm sư phụ trở về nơi thánh bảo này với sự thỉnh cầu của bà con Phật tử nơi đây, sự chỉ đạo của quý ngài lãnh đạo giáo hội Phật giáo Tịnh Nhà, trở về đây chăm lo cho đời sống tinh thần tu học cho bà con Phật tử nơi đây. Bao thế hệ đã đi qua, bao người hữu duyên biết đến và đã từng cứu rỗi nỗi bất hạnh khổ đau bằng lời chiếu pháp, bằng lời chia sẻ từ đáy lòng của sư phụ. Một tâm nguyện tha thiết trong lòng sư phụ là có người đi, có người ở, có người chỉ đứng nhìn, nhưng tất cả những điều đó không làm phai sờn chí nguyện hoài bão của sư phụ. Người từng dạy, hãy tin vào nhân duyên, hãy tin vào sự gia vị của chư Phật, chư pháp long thiên, mọi chứng duyên sẽ vượt qua, thành tựu viên mãn tốt đẹp. Còn trở về để hóa độ người mẹ tà kiến, để báo đáp thân ân, hay vì lòng tri ân sâu sắc mà mỗi đêm ngủ hướng về, hướng đầu về ngài các bề, người đã đưa mình vào đạo để tỏ lòng tôn quý. Còn nhiều hành trở hay đời, từ đó chúng con lấy đó làm nhận thức rốt ráo cho cuộc đời của chúng con, nhìn nhận lại những chặng đường đi qua trên lộ trình tu học. Bằng hiện thực hóa nơi dưỡng tâm Bồ Đề, kính mừng khánh tuế sư phụ, thứ một hạ là
kính nguyện sư phụ sức khỏe biên trường, trí tuệ quang minh mãi là bậc thầy tâm linh vĩ đại, cái lộ trình tu học giải thoát của chúng con. Nam mô Vô Lan Mới Hạnh Phật lịch 2568. Quý vị đã nói riêng vô hạnh cũng là đại diện của riêng, và theo truyền thống hương đạo đã trở về đây nhân lúc tổng cập và cầu nguyện cho thân mật quý thuộc của quý vị, cầu nguyện cho những người đã khuất tự huyền thất tổ ra sân phù mẫu tứ thân phù mẫu lực thân quý thuộc của quý vị, nương nhờ vào pháp lực, nương nhờ vào oai thần lực được siêu sanh tịnh cảnh. Giờ này xin ghi nhận làm thành của quý vị để nhân ơn cúng dường tam bảo và nhiều thiền căn, nguyện cầu cho kiếp quý thầy luôn luôn có được sức khỏe tốt, tinh tấn tu học và hướng dẫn cho nhiều năm quý vị Phật tử đi đúng chánh pháp của Đức Phật. Nguyện cầu cho các Phật tử chúng ta bồ đề tâm lực tăng trưởng, hộ trì tam bảo và luôn hộ trì cho chánh pháp được trường tồn trên thế gian này. Nam mô Công Đức Long Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Phật Phật cúng dường và toàn thể đệ tử chúng con, chúng con nguyện đi giáo phụ hành và đầu thành đành lễ cúng dường thánh tuế tam tái. Thank you.
và tôn vinh những công đức quý báu của toàn thể quý Phật tử đã gắn bó và phụng sự Tam Bảo. Trước tiên, một tự xin chân thành cảm ơn sự cống hiến không ngừng nghỉ của toàn thể quý vị, chính nhờ vào lòng nhiệt huyết và tinh thần phụng sự của quý vị mà ngôi nhà tâm linh của chúng ta luôn được duy trì trong sự trang nghiêm và thanh tịnh. Mỗi sự đóng góp của toàn thể Đức Phật tử chúng ta, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần quan trọng trong việc phát triển và giữ gìn giá trị của Tam Bảo. Hôm nay, Bồ Tử xin được trao tặng những món quà tượng trưng đến một vài Phật tử, những người đã có những đóng góp về những món quà này. Có thể nói rằng không thể so sánh với những công lao của tất cả quý Phật tử hiện diện nơi đây. Nhưng Bồ Tử hy vọng rằng chúng ta sẽ là biểu hiện của lòng tri ân, chân thành và sự trân trọng mà Bồ Tử muốn gửi đến những cá nhân, và đồng thời tán dương toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử chúng ta đã vì một tinh thần phụng sự cao cả hộ trì Phật pháp, hộ trì Tam Bảo. Giờ đây kính mời Phật tử Nguyễn Diệp pháp danh Quả Quý. Phật tử Trần Thị Mai pháp danh Diệu Phúc, Nguyễn Tấn Son pháp danh Quảng Đông, Cao Thị Bao pháp danh Thức Tâm. Cứ bị đứng lên, đứng lên đi. Vũ Văn Hảo pháp danh Nguyên Đức, Hoàng Thế pháp danh Tâm Hồ. Cứ bị từ từ tình tự đi vô. Con bước ra ngoài. Nguyễn Thị Hoa pháp danh Nguyên Xuân, Nguyễn Viết Vinh pháp danh Nhật Hiền, Nguyễn Thị Thủy pháp danh Quảng Hải. Lê Văn Hạnh pháp danh Đức Tâm. Trần Thị Mỹ Hương pháp danh Nguyên Liễu Quyền, Trịnh Bính pháp danh Quả Quyền. Mai Thị Thủy pháp danh Hạnh Hòa, Vũ Thị Nhung. Phạm Tử pháp danh Nguyên Thông, Hoàng Thế Lợi pháp danh Tâm Hồ. Phạm Văn Sự pháp danh Đức Tâm, Nguyễn Thị Bơ pháp danh Hạnh Liên, Cao Thị Bao pháp danh Đức Tâm, Trương Thị Bích pháp danh Tuệ Bích. Quý Phật tử chúng ta trong một tràng vỗ tay niềm ơn công đức của Hiền Hòa Ân Sư đã trao tặng cho toàn thể quý Phật tử để
kinh Vu Lan báo hiếu, cầu nguyện hiền thiền ông bà cha mẹ phước thọ tăng long, gia quyến đoàn viên, cầu nguyện cho tụng huyền thất tổ có bản lương pháp hội Vu Lan sanh nơi miền tình cảm, cho phép chúng con thay mặt ban tổ chức xin nhân lời cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật, thành kính cảm niệm tri ân công đức trên thượng tọa ân sư. Ngài đã vì lòng biết mẫn thương tưởng đến toàn thể đạo tràng chúng con đã quang lâm nơi chánh điện để chứng minh pháp sự Vu Lan lễ tại hoa hồng tri ân sáng hôm nay được thập phần viên mãn. Chính quyền về phương chư Phật từ bi gia hộ trên thượng tọa ân sư được pháp thể thiên an, chúng sinh dị độ Phật sự viên thành. Chuyển cầu chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đây cùng thân quyến được thân khỏe tâm an, quý vị luôn luôn vững tâm để tu đạo và phụng sự Tam Bảo. Cầu nguyện các tụ nguyện thất tổ của quý vị nương pháp hội Vu Lan được siêu sanh nơi biển tình cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh trên đường của ân sư cùng toàn thể bộ chúng hướng về Tam Bảo tụng kinh cầu nguyện khai đảm Vu Lan báo hiếu năm nay. Vẫn được hoài ở bên cha mãi.